khi Thiên Chúa dường như xa vắng. Thánh Vịnh 139. Đức Chúa ở khắp mọi nơi, biết hết mọi sự. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa. Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước. Bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm quá cao vời, con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẫn nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti vẫn gặp thấy Ngài. Dù cắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Con tự nhủ, ước gì bóng tối bao phủ tôi, và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối. Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt, và đêm đen sáng tỏ như ban ngày. Bóng tối và ánh sáng cũng như nhau, tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lắm gì. Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thiêu dệt trong lòng đất thẳm sâu, con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy. Mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài. Trước khi ngày đầu của đời con khởi sự, lạy Chúa, con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao. Tính chung lại, ôi nhiều vô kể, đếm sao nổi vì nhiều hơn cát. Dù có đếm xong, con vẫn ở với Ngài. Lạy Chúa, ước chi Ngài tiêu diệt kẻ gian tà, ước gì bọn khát máu đi cho khuất mắt con. Chúng nói về Ngài với chủ tâm phỉnh gạt, nổi dậy chống Ngài nhưng uổng công. Lạy Chúa, kẻ ghét Ngài, làm sao con không ghét? Làm sao con không tởm kẻ đứng lên chống Ngài? Con ghét chúng, ghét cay ghét đắng, chúng trở thành thù địch của chính con. Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con, xin thử con cho biết những điều con dám nghĩ. Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác, thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời. Tạ ơn Chúa.